Hi, muốn chào tất cả anh em ha. Thì hôm nay em sẽ review cho anh em một con máy Isuki 1170. Thì con này em thấy khá là đẹp nè, nên em sẽ quay cho anh em xem lại ha. Thì về cái động cơ này khá là đẹp luôn. Con này nó 25 ngựa nha anh em. Rất là 24 ngựa, 24 25 ngựa, 25 ngựa. Isuki 1170 25 BS nha. Tua 3000. Thì mấy cái clip trước thì em có quay em đăng đó. Thì hôm nay em không có sơ lược lại thôi nha. Thì có cái nào sai sót thì mấy anh em thông cảm bỏ qua ha. Thì đây là máy còn khá là đẹp luôn. Máy là khá là mới. Đời đốm đâu là còn cái xà beng hết nha anh em. Đây nhông chèn lóc liếc là còn nước sơn khá là đẹp luôn, máy còn khá là đẹp. Cái này là Isuki 2.0 nha, chứ không phải anh em giờ mới này kêu 20 ngựa đâu, không phải nha anh em. Cái này là Isuki 2.0 là 2.4, 2.6 rồi nó để đó, chứ không phải là số ngựa nó đâu. Cái thông số ngựa thông số nó nằm ở trên xe hết á. Rồi em sẽ để máy tắt máy nổ cho anh em xem. Con này nó có bơm dầu tắt điện luôn nè. Tắt điện thì anh em không thích xài tháo ra, nó có tắt cơ trong đây. Có bơm dầu luôn. Rồi nổ. Máy là bao hơi bao khói cho anh em nha. Không có miếng hơi, không có miếng khói luôn. Rồi, anh em nào mình có mua mình có thể liên hệ số điện thoại em có để trong màn hình ha. Mình xin chào tạm biệt tất cả anh em.